Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong mỗi một trận đấu bóng đá thì câu chuyện liên quan đến trọng tài vẫn là một vấn đề khá lớn, bởi những quyết định của trọng tài đôi khi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết cục của trận đấu. Và với đội tuyển Việt Nam thì chúng ta đương nhiên rất mong muốn là những ông trọng tài sẽ đưa ra những quyết định chính xác. Điều đó sẽ mang đến sự yên tâm lớn dành cho các cổ động viên Việt Nam. Và đặc biệt trong trận đấu sắp tới, khi mà chúng ta được trở về sân nhà trên sân động Mỹ Đình để đón tiếp đội tuyển Indonesia, sau khi chúng ta đã có một trận hòa khá là nhọc nhằn với tỷ số không đều trước đội bóng này trên sân Bung Karno tại Jakarta, Indonesia. Và mới đây thì ban tổ chức của bên phía Liên bóng đá của Đông Nam Á AFF đã ra một thông báo, đó là ekip trọng tài người Nhật Bản sẽ điều hành trận bán kết lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia vào tối ngày 9 tháng 1 trên sân Mỹ Đình. Trong đó thì mắt chính đó là ông Araki Yusuke. Hiện nay về nói với ông trọng tài này, đây là một ông trọng tài còn rất trẻ, bởi hiện nay thì ông trọng tài Yusuke mới chỉ có 36 tuổi thôi, thế nhưng đã cầm còi tới tận được hơn 10 năm rồi. Đó là mùa giải 2011-2012, khi mà ông này mới có 26 tuổi. Khi ấy thì trọng tài này đã tham gia điều hành giải hạng 4 ở Nhật Bản, và kể từ đó đến nay thì ông vua áo đen sinh năm 1986 đã liên tục thăng tiến trong cái sự nghiệp cầm còi của mình. Ngoài việc được cầm còi tại J-League ra thì ông này cũng được phân công làm nhiệm vụ trong các trận đấu rất quan trọng, những trận đấu cúp như là chung kết cúp liên đoàn và chung kết cúp quốc gia của Nhật Bản. Còn trong năm 3 năm vừa qua, ông Yusuke đã tham gia điều hành các giải đấu quốc tế, và nổi bật vừa qua đó chính là vòng chung kết giải U23 châu Á và nhiều trận đấu giao hữu ở cấp độ đội tuyển. Và mới năm ngoái thôi thì chính ông ấy đã cầm còi trận đấu giữa đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út do huấn luyện viên Gong Kyung dẫn dắt ở tứ kết hạng U23 châu Á vừa qua. Ở những thời điểm cuối của trận đấu thì vụ vua áo đen này đã rút một chiếc thẻ đỏ dành cho thủ môn của đội tuyển Việt Nam, đó là Quan Văn Chuẩn. Khi đó thì Quan Văn Chuẩn đã phải lao ra ngoài và đã phạm lỗi với cả đối thủ ở trong vòng cấm. Ngay sau đó thì ông trọng này vô cùng nghiêm khắc, không ngần ngại đã rút ra một chiếc thẻ đỏ dành cho thủ môn của Quan Văn Chuẩn, và đã mang đến một trận đấu khó khăn mà chúng ta đã không thể lật ngược được thế cờ trước đội tuyển U23 Ả Rập Xê Út được. Và trong năm 2022 thì ông này đã rút ra tận 4 chiếc thẻ đỏ sau 17 trận làm nhiệm vụ tại J-League và U23 châu Á, trung bình 4 trận một thẻ đỏ. Và cá biệt thì có trận FC Tokyo gặp câu lạc bộ Sapporo tại J-League thì ông này đã 2 lần đuổi người. Đương nhiên đây sẽ là một trong những tín hiệu cảnh báo cho những cái đầu nóng trong trận đấu sắp tới giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Chắc chắn kể cả đội tuyển Việt Nam chúng ta cũng sẽ phải rất dè chừng và kiềm chế trong trận đấu sắp tới. Văn Hậu cũng vậy thôi. Đương nhiên thì vừa qua chúng ta cũng rất cảm ơn Văn Hậu khi mà cậu ấy đã nỗ lực chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển và sẵn sàng lăn xả để ngăn cản những đợt tấn công bên phía của đội tuyển Indonesia. Nhưng nếu chúng ta gặp những trọng tài rắn thì có thể là chúng ta sẽ lĩnh những chiếc thẻ phạt. Nhưng một điều ngược lại đối với cá nhân của chúng tôi thì vừa qua chúng tôi cũng thấy rằng đó là nếu trọng tài có lẽ rằng rắn hơn một chút và bắt chặt hơn một chút thì bên phía Indonesia họ đã phải nhận những chiếc thẻ vàng rồi, thậm chí có thể có những chiếc thẻ đỏ. Vì thế hiện nay với việc là có ông trọng tài người Nhật Bản từng cũng là ác mộng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam, thế nhưng tôi nghĩ là đó là điều tốt dành cho đội tuyển của chúng ta. Bởi thực tế với đội tuyển Việt Nam chúng ta vẫn luôn luôn chơi một cái thứ bóng đá rất đẹp mắt, cống hiến. Và chỉ có điều là khi mà đối đầu với Indonesia, thực tế là chúng ta biết rằng là tại Đông Nam Á, cái cách mà những trọng tài họ cầm còi luôn mang đến cái sự ức chế tâm lý dành cho những cầu thủ, đặc biệt là những đội bóng trên cơ và những đội bóng chơi bóng đá đẹp. Khi mà Indonesia họ có những pha bóng phạm lỗi triệt hạ nguy hiểm thì những ông trọng tài đôi khi lại hơi bị nương tay, không rút ra những chiếc thẻ hoặc là có những hành động cứng rắn để răn đe những cầu thủ họ đá xấu đá láo. Vì vậy mà với việc là ông trọng tài người Nhật Bản, ông Yusuke cầm còi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia ở trên sân Mỹ Đình thì tôi nghĩ đó là một điều tốt dành cho đội tuyển Việt Nam. Và một câu hỏi đặt ra rằng là liệu rằng đội tuyển của chúng ta có được cái lợi thế ở trên sân nhà trước đội tuyển Indonesia hay không, thì tôi khẳng định một điều đó là có. Và tại sao chúng tôi lại nói rằng là như vậy, mặc dù vừa qua có nhiều người có nói rằng là chúng ta đang gặp bất lợi khi mà chỉ có được một tỷ số hòa không đều trước đội tuyển Indonesia. Để mà nói thì việc được thi đấu ở trên sân nhà đương nhiên rồi, đó là một lợi thế rất lớn dành cho bất cứ một đội bóng nào. Yếu tố này sẽ càng lớn hơn ở các cấp độ quốc gia, bởi khi mà các đội bóng họ sẽ phải di chuyển ở sang một cái môi trường khác, một cái thời tiết khác, khác đi rất nhiều so với đội bóng của mình thì họ sẽ gặp bất lợi. Bởi những đội bóng ở những chỗ nóng mà sang những nơi có tuyết lạnh giá rơi nhiều thì chúng ta đều thấy gặp vô vàn những khó khăn.
Còn ngược lại cũng vậy thôi, những đội bóng ở xứ lạnh mà sang những nơi mà thiệt tiết nóng thì thực sự là rất khó đá. Chắc chắn quý vị và bạn cũng từng nhớ về những câu chuyện liên quan đến một số những đội bóng, đặc biệt đó là Bolivia ở sân chơi làng Mỹ, một đội bóng mà họ thi đấu ở trên một độ cao lên tới hơn 3.000m so với mặt nước biển. Và những đội bóng kể cả những Brazil hay là Argentina đến đây thì cũng đều phải ôm hận cả. Lý do thì chúng ta đều đã biết, ở một độ cao áp suất lớn, không khí thì loãng. Vì vậy mà những cầu thủ chạy một lúc thôi thì cũng hoa mắt chóng mặt rồi. Thậm chí là cả những Messi rất nhiều lần đã phải lùn khàn ở trên sân. Điều đó cho thấy rằng là có cái lợi thế sân nhà, dù gì đi chăng nữa thì vẫn đó là một lợi thế lớn. Vừa qua chúng ta cũng đã thấy rồi, sân Bukit Jalil của Malaysia hay là sân Bung Karno của Indonesia thực sự được đánh giá là những chảo lửa. Bởi đây là những sân vận động rất lớn và nó có mái vòm. Điều đó cho biết rằng là khi mà những cổ động viên họ cùng đồng thanh, họ hô vang, nó tạo ra một cái tần số âm thanh vô cùng khủng khiếp và rất dễ khiến cho những cầu thủ ở phía dưới họ sẽ cảm thấy rất choáng. Vì vậy mà đó là lợi thế lớn mà nước chủ nhà họ có thể tạo ra được. Mặc dù hiện nay thì sân Mỹ Đình của chúng ta thì cũng không mang đến một lợi thế quá lớn. Thứ nhất là hiện nay thì cái yếu tố thời tiết lạnh hơn của đội tuyển Việt Nam của chúng ta so với Indonesia thì không mang lại cho chúng ta quá nhiều lợi thế, bởi sự chênh lệch cũng không quá lớn. Và hiện nay thì nhiệt độ tại Hà Nội ở thời điểm hiện nay nó cũng không phải là quá lạnh so với khoảng hơn một tuần trước. Vì vậy mà đây không phải sự khác biệt lớn cho đội tuyển Việt Nam. Và khác biệt thì đương nhiên chỉ là mang đến từ việc là chúng ta có được cái lượng cổ động viên lớn hơn, đông hơn để cổ vũ dành cho đội tuyển của chúng ta thôi. Dĩ nhiên thì việc được thi đấu ở trên nhà, sân nhà chúng ta có những lợi thế. Và thực tế là chúng ta có cảm giác rằng là chúng ta đang ở nhà, có một không khí quen thuộc, có những người đang ở bên cạnh chúng ta để sẵn sàng cổ vũ. Và đương nhiên đó là cái bầu không khí, cái khoảng không gian ở sân Mỹ Đình thì chúng ta cũng đã cực quen. Và như đã nói vừa qua thì nhiều người có khẳng định rằng là việc chúng ta hòa 0-0 với đội tuyển Indonesia trên sân Bung Karno đó là một bất lợi. Nghĩa là đội bóng của Holvin Palser đã buộc phải giành một chiến thắng trước đội tuyển Indonesia thì chúng ta mới sẽ là đội bóng đi đến vào vòng chung kết. Còn nếu như mà chúng ta để một tỷ số hòa có bàn thắng trước Indonesia thì chúng ta lại người bị loại. Thì điều này thì tôi lại nghĩ rằng là không phải. Thực tế sau khi mà vừa qua thì Park cũng có một nói một điều như thế này. Ông ấy nói rằng là khi mà trở về sân nhà Mỹ Đình với sự cổ vũ cuồng nhiệt tới từ các cổ động viên Việt tuyệt vời đến từ Việt Nam thì ông tin rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ giành chiến thắng. Đó là điều mà thầy Park dám khẳng định, và ông tin tưởng bằng cái sự cổ vũ của các cổ động viên sẽ là nguồn động lực tinh thần lớn nhất để giúp cho chúng ta chiến thắng. Và thứ hai nữa là việc như đã nói, việc ông trọng tài sẽ là một người rất khắt khe với những tình huống vào bóng nguy hiểm thì việc Indonesia đương nhiên khi mà thi đấu ở sân nhà Mỹ Đình họ sẽ không thể thi đấu như những gì mà họ đã thể hiện khi mà thi đấu ở sân nhà của họ, sân Bung Karno được. Vì vậy mà rất nhiều tình huống họ phạm lỗi thủ bạo chắc chắn sẽ phải nhận những trích thẻ phạt, mà tôi nghĩ rằng đó là điều có lợi dành cho đội tuyển Việt Nam. Và thứ hai nữa là nói về đội tuyển Việt Nam của chúng ta, tại sao giờ đây chúng ta lại nói rằng là khi mà chúng ta có một trận hòa trên sân của đối thủ không bàn thắng lại là bất lợi? Điều đó tôi nghĩ rằng là có lợi, bởi dù sao chăng nữa với vị thế của đội tuyển Việt Nam của chúng ta, hãy nhớ rằng là chúng ta đã đối đầu với những đội bóng mạnh nhất tại châu Á ở loại thứ 3 World Cup 2022, và chúng ta đã có những trận đấu để đời trước những đội bóng như là đội tuyển Australia hay là đội tuyển đặc biệt đó là Trung Quốc, khi mà chúng ta có được chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đối thủ này, và đã khiến cho đội tuyển Australia, một đội bóng được đánh giá là cực mạnh, đã phải vô cùng khó khăn mới có được một chiến thắng chật vật với tỷ số đó là 1-0 trong một trận đấu mà chúng ta đã tung ra tới tận gần 20 cú sút, mà chỉ có là thiếu may mắn thì chúng ta mới không có được bàn thắng và có được một điểm trước Australia ở trong trận đấu trên sân Mỹ Đình vừa qua mà thôi. Vì vậy tôi nghĩ rằng không có lý do gì trước một đội bóng như là Indonesia chúng ta có được cái lợi thế đó là sân nhà mà chúng ta lại không dám nghĩ đến một chiến thắng. Bởi thực tế nếu chúng ta đã nghĩ như vậy rồi, chúng ta không dám nghĩ rằng là chúng ta có thể chiến thắng được Indonesia, thì làm sao chúng ta có cái cơ sở gì mà chúng ta hướng đến đó là cái trận chung kết để lên ngôi vô địch được, đúng không ạ? Bởi đối với một đội tuyển như là Indonesia, một đối thủ mà trước đây thầy Park cũng chưa bao giờ ngán ngại cả, bởi hầu hết những trận đấu đầu thì thầy Park đều là những trận thắng đối với họ thôi. Duy chỉ có đúng 2 trận hòa thì cũng đều kết thúc với tỷ số đó là hòa không đều. Ở trận đấu trước thì ở kỳ AFF Cup 2020 thì họ sử dụng một lối chơi tử thủ và gần như không tạo ra bất cứ một kỳ một dấu ấn nào, không tung ra gần như bất cứ một cú sút nào lên khung thành của thủ môn của chúng ta cả. Nhưng ở kỳ này thực sự là Indonesia họ đã khác. Thế nhưng cái khác đó thì chúng tôi cũng đã nói rồi. Thứ nhất là việc Indonesia họ đã có được sự tiến bộ. Thứ hai nữa họ có lợi thế ở trên sân nhà của họ, và đặc biệt
là vừa qua tôi nghĩ rằng là trọng tài cũng đã có phần khá nâng tay với tình huống vào bóng của Indonesia khi mà họ không nhận những thẻ phạt. Còn với Việt Nam chúng ta thì ngay lập tức thôi chúng ta sẽ ăn những thẻ phạt ngay. Điều đó đương nhiên cũng sẽ khiến cho những cầu thủ chúng ta sẽ thi đấu chùn chân hơn, còn đối thủ thì họ sẽ thi đấu hung hăng hơn. Vì vậy, việc chúng ta được thi đấu ở sân nhà Mỹ Đình, tại sao chúng ta không dám nghĩ rằng là một chiến thắng trước người Indonesia? Một điểm tựa Mỹ Đình đã mang đến rất nhiều những thành công. Một điểm tựa Mỹ Đình đã khiến cho các đối thủ lớn nhất ở châu Á, họ đôi khi cũng đã phải rén. Vậy thì trước người Indonesia vào ngày 9 tháng 1 tới đây, chúng tôi tin rằng là chúng ta hoàn toàn có thể có được kết quả tốt, một kết quả thuận lợi trước đội tuyển Indonesia. Những cầu thủ rồi ban huấn luyện của chúng ta cũng đều khẳng định rằng là chúng ta đã thành công với mục tiêu có được một trận hòa trước Indonesia ở trong trận đấu vừa qua, và cũng rất mong các cổ động viên đến sân cổ vũ một cách nhiệt tình hơn nữa dành cho toàn đội để chúng ta giành một chiến thắng trước người Indonesia. Chắc chắn những ai mà đã từng gọi là đi thi đấu xa nhà hoặc là được thi đấu ở trên sân nhà, mặc dù những cấp độ ở giải thôn xã hay là cấp huyện thành phố thôi, thì chúng ta mới hiểu được là cái cảm giác được thi đấu ở trên sân nhà nó tự tin hơn như thế nào, và cái sự cổ vũ từ khán giả nhà nó tiếp thêm một sức mạnh tinh thần khủng khiếp đến như thế nào. Vì vậy hãy tin rằng với đội tuyển Việt Nam, với những quyết tâm mà thầy Park vừa qua đã nói và những chia sẻ của thầy, thì chúng tôi tin là đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ chiến thắng trước người Indonesia trong trận đấu bán kết lượt về mà thôi. Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những thông tin ngày hôm nay, và tin tưởng rằng đội tuyển chúng ta sẽ chiến thắng trước người Indonesia ở trong trận đấu vào chiều tối ngày 9 tháng 1 tới đây hay không, thì hãy để lại cho tiếng nói một bình luận cũng như một dự đoán về tỷ số trận đấu trong trận đấu sắp tới nhé. Tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.